Xin chào các bác. Nay bên cửa hàng nhà em sẽ tổng hợp báo giá cho các bác tham khảo một số linh kiện loa bát rời, phân tần loa và loa chép kèn để cho các bác về dựng mới thay thế loa cũ. Toàn bộ là bên em thì chuyên hàng mới thôi, chuyên những cái củ rời này, củ chép rồi là phân tần như thế này. Lúc nào cũng sẵn hàng, sẵn số lượng cho các bác nhé. Và để cho các bác mức giá tốt luôn. Nay em có vài mẫu thì lên sóng giới thiệu cho các bác. Nay chủ nhật, chúc các bác cuối tuần vui vẻ. Đây em có mẫu bát 25, hàng chính hãng của BM. Có cái mã là 10 BM300H. Con này là 400W, trở kháng 8 ohm các bác nhé. Bát 25 này gân vải tẩm dầu 2 gân, mang cả mũ chống nước, rất xịn luôn. Con này xương nhôm, hàng đấy hàng công ty. Con này từ 170, côn 76 các bác nhé. Bát 25 côn 76. Giá em đang bán một đôi này là 1.450.000 một đôi. Và ở đây là em có combo loa full 30 RCF cho các bác liên thùng. Đây là mẫu bát 30 RCF, mặt tê nhẵn. Con này gân vải tẩm dầu 2 gân. Công suất 500W trở kháng 8 ohm trên một cái, xương nhôm. Và con này từ 190, côn 76. Với cái bát 30 RCF này thì em đang bán là 1.950.000 một đôi. Em bác nào muốn lên thùng thì có thể là phối ghép với cả chép 450 leo bi. Con này lắp nhôm, gen bắt ốc, có ốc đi kèm luôn. Đấy. Lắp hình bông hoa các bác nhá. Con này côn 44 này. Vòng bi được mạ chrome các bác nhá. Chép 450 leo bi này em đang bán là 1.250.000 một đôi. Đây là hai mẫu phân tần loa full đơn. Với cái mẫu này là cái mẫu mạch phíp màu xanh mà em hay dùng để giáp loa này. 4 tụ lọc trắng sữa này, 2 trở nhôm, 1 bóng đèn chống cháy chép và 2 cuộn đồng. Phân tần này thì em đang bán cấu hình 1 bát 1 chép kèn các bác nhé. Phân tần mạch xanh này em đang bán là 650.000 một đôi. Và chuyển sang đây, em có một cái mẫu phân tần full đơn. Nhưng mà cái bản này là bản xịn, bản này bản F15, F1518 các bác nhé. Phân tần này thì có 2 bóng đèn chống cháy chép cơ. Tải luôn, phân tần này các bác dùng để đánh full đơn 40 được. 2 cuộn đồng to, 3 trở nhôm, 3 tụ. Phân tần này cho ra cấu hình 1 bát 1 chép. F15, 18 em đang bán với giá là 950.000 một đôi. Chuyển sang bên này thì em có combo full 40 leo bi để cho các bác về lên thùng. Các bác có thể lắp vào thùng 75. Bác nào mà thích dựng loa nhé, cũng có thể liên hệ về bên cửa hàng nhà em để nhà em dựng cho các bác được. Đây là bát 40 leo bi, màng màu xám, màng xếp ly lượn sóng, gân vải tầm dầu 3 gân, nón đen. Đây, leo bi coi nhá, sừng nhôm. Con bát 40 leo bi này lên thùng tiếng cực sáng luôn, cho bác nào đi làm sự kiện sân vườn, không gian lớn, tiếng đi xa. Côn 76, màng ở dưới bằng sần luôn nhá. Bát 40 leo bi này em đang bán là 3.500.000 một đôi. Và ở đây là có chép 750 leo bi, giờ CF lắp nhôm, gen bát ốc. Con này côn 75 các bác nhé, em đang bán là 2.050.000 một đôi này. Và ở đây em có mẫu phân tần loa full đơn. Đấy, bác nào mà lắp full đơn 715 thì liên hệ em lắp luôn cho. SGX 715. Phân tần này cho ra một bát một chép kèn, đánh phân tần này tải cho bát 40 full đơn. 4 cuộn đồng này, 4 tụ này, 1 trở. Phân tần này em đang bán là 950.000 một đôi phân tần này. Đấy, ở video này em giới thiệu cho các bác này, một mẫu bát 25 này để các bác đánh loa full này. Và combo loa full 30 giờ xếp leo bi này, và combo 40 leo bi. Các bác cần những linh kiện loa rời thì liên hệ về bên cửa hàng nhà em các bác nhé. 5815 và 72, đây là hai số hotline nhà em. Mua hàng điện trực tiếp cho em, và các bác có thể kết bạn qua Zalo để mua hàng. Còn nhớ, em xin gặp lại các bác ở video giới thiệu sản phẩm lần sau.